Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà. Trời ơi, có ai ngờ một ngày tôi phải bán hết tất cả mọi thứ để rời xa nơi này. Bà tưởng tôi vui lắm sao? Mỗi bước đi của tôi là một nỗi đau. Em không muốn đi đâu, em muốn ở đây. Em không muốn bán nhà đâu mình ơi. Không bán nhà thì làm sao mình sống? Để đi thôi. Đúng rồi, không bán nhà làm sao mình sống? Không bán nhà làm sao mà trả nợ? Không bán nhà chủ nợ nó qua nó giết luôn hai vợ chồng mình. Vừa lâu ông chưa? Đó bây giờ là phải bán nhà đó. Tôi phải qua bên nước ngoài tôi sống với gia đình của ông luôn rồi đó. Tôi bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ em, bỏ ông tôi ở lại đây đó. Ông vừa lâu ông chưa? Cũng cảm ơn cái ông mà bán hàng đa cấp dỗm. Nhờ ông á mà em mới chịu đi. Em không muốn đi cà phê đâu em muốn. Em đã quen vị cà phê ở đây. Ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm. Em làm như bên Mỹ không có cà phê gì đó. Nhưng mà nó không giống ở đây, nó không giống ở này. Chứ bây giờ sao em đứng em khóc cũng đâu có giải quyết được cái gì. Mình có thể đóng thùng cho em khoảng 8 tấn đem cà phê qua bên kia cho em được không? Tiền đâu mua 8 tấn. Đem một vài bao thì được. Mình mở vali ra em đi. Có cái gì nữa, đồ đầy hết trơn rồi. Không, cái vali này em chừa nó trống mà. Đã chưa? Đây. Bỏ vô cho em, bỏ cái bộ đồ nghề. Đâu, bộ đồ nghề đâu? Bộ đồ nghề đâu? Kiếm cái ca bự bự, cái ca mà mỗi lần uống cái là ba ngày ba đêm chưa hết cà phê đó. Kiếm cái ca này phải không? Mất đâu mà mất. Bữa thấy em làm tốt quá, pha cho em cả ca về uống nè, hôm nay em đem em trả. Em đã pha sẵn qua đây để đãi anh chị một bữa cà phê cuối, coi như là lời tạ từ của em đối với anh chị. Vậy là bữa nay là bữa cuối cùng mình còn ngồi đây, mình uống cà phê. Không ai như sướng như anh chị. Bể nợ mà còn được đi qua Mỹ đoàn tụ với gia đình. Đâu phải ai cũng như anh chị đâu. Người ta mỗi lần ta dọn nhà đi hành lý, ta mang cả thùng, cả vali. Hai anh chị đi có hai cái xách tay à. Đồ đạc bán hết trơn trời. Còn gì đâu mà đem. Nè ngáp. Nói không phải khen nha. Ngáp ơi. Pha cà phê ngon lắm. Thơm thơm, béo béo. Y chang bả pha à. Cái bản này là bán gì? Ủa? Không bán thân đi. Được. Trời nhìn, ơi. Nhìn chị. Sao mày biến bậy bạ vậy? Không, đâu có cần cái này chị, đâu có cần cái này. Tại vì có bán cũng đâu ai mua đâu, đưa hiểu không? Ê. Để cái này là của em. Em tự dặn lòng mình. Hiểu không? Làm gì làm cũng không có đánh mất cái nhân phẩm của mình. Bây giờ em đã học được cách pha cà phê của chị rồi. Chị cứ yên tâm mà đi. Đây là những lời cuối cùng tôi muốn nói với chú. Lời gì vậy? Coi như là di chúc. Quên em đang bị cảm xúc quá đó mình. Lời cuối tôi muốn nói với chú. Lời cuối sao? Chú ở lại coi sóc căn nhà giùm tôi. Chị bán cho ai vậy? Trời ơi, ví dụ như người ngoài mua đi, tôi không tức. Đây người mua nhà tôi lại là em gái ruột của tôi. Chị bị quán rồi, chị nói ăn nói phát biểu ngược ngạo. Phải chi người ngoài mua chị tức, cũng là em gái chị mua trong gia đình mà chị tức vậy. Em gái tôi mua tôi không bán mắt được. Trời ơi, trong gia đình mà chị tính chặt chém gì nữa hả? Phải tính chứ. Em gái chị là ai đâu để nói để em biết. Mốt là chị tới em còn qua em thăm nom em chăm sóc giùm cho. Em gái tôi tên là Út Đẹp. Trời ơi, Út Đẹp. Em gái tôi là hoa hậu xóm đó. Đâu đâu, coi hình hoa hậu coi. Ui trời. Nhất ngay chưa? Cứ nói em gái chị qua đây. Trời đất ơi, em sẽ chăm sóc chu đáo. Hai vợ chồng tôi đợi ý ra, hai vợ chồng tôi ở lại đó, có qua giúp đỡ không? Ở lại sao được, phải đi theo đi trời. Sắp chi ra bến xe miền Đông đi cho nó kịp vào qua Mỹ kìa. Em gái của vợ tôi. Dạ. Cô gái hiền lành. Thiệt không? Mày đừng có dở cái trò vậy nha. Em cái tật mê gái không bao giờ bỏ. Nói sao á? Em nói em qua em giúp đỡ mà chị cứ nghĩ gì. Tôi tin chú. Vậy em tôi nó mở quán cà phê ở đây, chú quả chú coi sóc nè. Rồi coi làm sao phong thủy phong thiết cho nó bán. Mấy cái vụ phong thủy này hên em rành lắm. Để em cho. Với người đẹp nữa thì em càng giúp nhiệt tình hơn về mấy cái vụ phong thủy này. Đụng tới phong thủy là phải coi cho kỹ. Đúng hả? Anh ơi nếu mong không thành thì sao?
chai thuốc chuột uống vô trời. Cái gì vậy? Sớm này mới có cô chủ trẻ lại đây mở quán cà phê mà tự nhiên cái đòi uống thuốc chuột. Cái gì sao mà bán không có khách luôn á, thiệt buồn gì đâu luôn. Út nhiều khi Út mới về xứ này đúng không, Út chưa có biết gì, Út lấy cà phê ở đâu á, cà phê không ngon. Bữa nay tôi đem qua tặng Út cà phê cái loại này vừa thơm vừa béo mà bảo đảm tay Út pha nó rồi uống 3 chí một chén. Tự nhiên cái qua đây tặng quà cho tôi, trời, tôi muốn là ngày nào cũng được tới quán Út uống cà phê mà vừa có cà phê ngon mà tay Út pha nữa thì thôi còn gì bằng, đúng không? Thử nói là phải đúng rồi, nói là phải thử. Đây tôi pha cho mà chắc ngon đúng không? Trời ơi bảo đảm ngon. Đây đổ nước sôi vô cái nè. Đó rồi, quậy cái coi. Thơm. Sao Út? Tại sao mà lại có một cái loại cà phê ngon như vậy? Trời đất ơi! Có nghĩa là ngon đúng không? Nó đậm đặc mà nó thơm. Ở đâu ra cái loại cà phê này? Hồi xưa tới giờ tôi vẫn thường dùng, bữa nay hay giới thiệu cho Út. Út mà mở cái quán này bảo đảm khách tới nườm nượp luôn. Ừ, vậy được á. Cái gì vậy nè trời? Út, cái màu gì vậy? Màu vàng, có mù màu không mà hỏi? Vàng hay sao nó màu vàng là để tao vẽ bùa Út ơi. Tào lao, đây là màu phong thủy của tôi đó. Tôi tuổi thân thì tôi mạng kim nữa, tôi hợp với màu vàng. Tuổi thân mạng kim á, gì hợp với màu vàng? Tuổi thân là con gì? Con khỉ. Con khỉ nó thích ăn cái gì? Ăn chuối. Đó, chuối màu vàng. Không, tôi nghĩ cái màu vàng này á là cái màu nó bị sủ. Xét về phong thủy là tất cả phong thủy đó đều sai hết trơn hết trời rồi. Ai vậy? Xin tự giới thiệu, ngộ là thầy phong thủy. Lý đi hỏi hết cái xứ này đi. Thằng nào biết tôi là thằng đó chết? Không biết. Tôi là thầy phong thủy. Không biết. Biết đi. Không. Chết rồi sao? Không. Thầy, thằng nào biết tôi là thằng đó xuống á. Xuống mà nói hành xích mà. Ủa vậy hả? Ủa thầy ơi, nhưng mà tại sao thầy biết ở đây người ta cần người phong thủy? Thầy ơi, tôi bấm lộn là. Bấm lộn là bấm lại. Bấm cái này là cái gì nè? Bấm lộn. Thầy bấm lộn. Tôi nói cái chữ đó không liệt. Rồi. Cái quán của Út nè, mở ra mới 4 ngày mà ế nè, ông chỉnh sao cho lên đi. Bây giờ tôi chỉnh là thêm 2 ngày nữa là sang luôn. Trời gì kỳ vậy? Thì ế quá sang mẹ cho rồi chứ tăng gì nữa. Trời ơi, vậy thôi không thủy giỡn, đi. Giỡn cho vui thôi. Lữ đây là mạng gì đó? Dạ, Việt Theo. Không phải là mạng á, bổn mạng đó. À vậy hả? Mạng kim. Mạng kim. Dạ. Lý là mạng thủy nè. Mà kim sinh thủy là hai người này hợp dữ lắm. Sao không biết hay cho vậy? Cho lên á là ông này phải phụ bà này làm. Sao? Nhớ giúp tôi nha sao? Xê dịch cái ghế lấy qua một chút đây. Kêu lại 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 lại. Trời ơi, tôi kêu Lễ ở đây à, Lễ à, con mắt của Lễ bị lé hả? Sao vậy, ráng giúp em nha sao? Lễ cầm cái ghế này, Lễ bộ từ đây ra tới Vũng Tàu đi. Sao? Ráng giúp em nha sao? Dì Út, cứ ra làm. Dạ, cố lên. Hai đứa không hiểu vô quán này. Dạ. Dắt lê, mở cửa ra dắt lê. Dạ. Trời đất ơi. Nè. Ôi trời đất ơi. Tôi thấy nó lòi cái nãy giờ rồi. Ông mười nổ hả? Vô đây nãy giờ thạch thác tôi đúng không? Hả? Muốn gì? Thôi muốn gì, muốn miếng cà phê coi. Nãy giờ nghe mùi cà phê thèm thấy bà nội luôn. Vậy vô đây là vô đàng hoàng đi, đặt thạch sách người ta. Cà phê ngon là có rồi. Bây giờ mình có chiến lược quảng cáo làm sao cho cái hội quán cà phê cười này nườm nượp khách. Chuyện này là để cho tôi. Tôi là rành về phong thủy lắm. Tôi nói Út bây giờ Út muốn cái quán này đắt. Ngoài cái chuyện cà phê ngon, Út phải có một đứa con nữa. Trời ơi! Cái gì? Đừng có nói bậy! Phong thủy gì kỳ vậy? Chuyện mà để PR cho quán Út là để tôi cho lên sóng cho nóng. Nhớ hứa nghe chưa? Lên sóng sao cho nóng nghe. Sao bữa nay Út thấy Sáu chuẩn bị để mình lên sóng có chỉnh tề chưa? Đẹp thì đẹp rồi nè, thấy không? Áo đẹp nè, quần đẹp nè, sao mang đôi dài vô? Chết rồi, không có kịp mà mua đôi dài. Mình lên sóng khúc trên thôi. Ừ, đứng ngoài khúc dưới nha. Trên thấy đẹp không? Thấy tóc tai được chưa? Ổn rồi. Chuẩn bị mình cho lên sóng nha. Lên sóng nha. Rồi. Hồi hộp quá. Giống mà hồi hộp, mình tươi lên nè. Xin chào. Nên cho anh em có mặt chưa?
trăm anh em ơi. Út đẹp đang live stream. Bắn tim đi, bắn tim đi. Út đẹp đi. Thả tim đi. Út đẹp đang ở quán cà phê. Đây quán cà phê. Hỏi quán cà phê cười. Xin mời anh Nam Trang em hãy tới đây ủng hộ quán của Út đẹp với những gian hàng cà phê thơm lừng, béo ngậy. Đó, thấy chưa? Xin chào. Ê, có người comment gì cơ mà. Comment gì ạ? Nhìn mặt chủ quán mắc cười ghê ha. Ê, vậy là khen hay chửi hả? Khen á, khen vui á. Cảm ơn bạn nhiều. Rồi comment nước kìa. Chủ quán có bồ chưa? Có rồi bạn ơi, có rồi. Để anh thì kỳ quá, nói vậy sao ta tới đúng cà phê được. Anh hỏi gì đẹp xinh thưa. Thân em như tấm lụa đào, phất lui phất tới, không ma nào dòm. Ai nói không ma nào dòm nè, có anh đây. Anh đây chịu khó dòm lắm nghe. Baby, mọi người ơi, nhìn nè mọi người ơi. Cà phê thơm phức nè, bánh mì nóng hổi, chấm bánh mì ăn, trời ơi tuyệt vời. Đây không phải là bạn trai của chủ quán đâu nha. Ê, bộ ông live stream trong đó có gia đình ông đó hay sao? Ai cũng chửi tôi quá vậy? Thằng gì? Thằng già nào vậy? Anh kỳ quá à. Cái gì? Tự nhiên người ta đang lên sóng vậy, cái anh vô, anh nói ma dòm gì. Người ta tưởng anh là bồ tôi sao? Nãy giờ tôi đang lo đây mở quán ha, live stream lên sóng kêu khách lại. Ông chui vô trong nhà Út làm gì? Nè, thấy không, pha cà phê, bánh mì cho Út ăn. Sao biết Út khoái ăn bánh mì mà chấm với cà phê mà làm. Hỏi có Út khoái không? Út khoái không? Nói không cái đi. Nói nghe chưa? Mà sao tự nhiên anh biết được cái gu của tôi vậy? Bởi vì tôi quan tâm Út vậy thôi. Nhưng mà anh đừng có quan tâm tôi vậy nha. Anh quan tâm như vậy á, người ngoài người ta nhìn vô người ta hiểu lầm rồi sao. Tôi nhắc Út nè, cái thế giới mà ở trên đây nè, trên cái điện thoại là cái thế giới ảo. Ảo đâu mà ảo? Giả là quá cho người coi đúng không? Quá cho người coi luôn đúng không? Người ta thả tiền cho Út quá trời. Người ta thả tiền chứ có ai thả tiền vô đây mua cà phê uống không? Tại vì người ta chưa có quen. Chưa có quen cái gì. Út ở đây Út bán cho bà con cô bác khu vực trong xóm mình, là khu vực lân cận thôi. Mình phải có khách dẫn like. Dẫn like mà dẫn like từ bên Pháp hả? Nhiều khi người ta đi về đây du lịch, người ta ghét cái quán của mình thì sao? Đúng rồi nè, tôi live stream để chi? Để biết chủ quán sao? Biết cái không gian quán ở đây sao? Từng cái ngõ ngắt, từ trong ra ngoài ra sao nè, cho người ta biết hết. Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là làm sao cho người ta biết cà phê ở đây ngon. Cà phê ở đây ngon là ai mà không biết? Chim không lẽ ông lấy cà phê ông đổ vô trong đây cho bà con bên đó người ta uống? Cái này là em ở bên ăn được nha. Tại vì á, mình mới live stream một lần, hai lần thôi. Đúng rồi. Hiểu không? Cho nên là khách người ta chưa có thân với mình, người ta đúng không rồi. Có biết, người ta không có tới đây được. Mình chịu khó mình live stream nhiều lần đi là tự động ở trên đó người ta thân với mình, người ta tới à. Tôi nói Út phải cẩn thận, Út live stream á, người ta hỏi cái gì Út cũng trả lời. Người ta hỏi Út có ở nhà một mình không đó. Ở nhà một mình cái tự nhiên người ta biết cái kẻ xấu nó tới, nó đột nhập vô nhà, nó lấy hết của nã của Út rồi sao? Út làm gì Út cũng thông báo lên, hôm nay buồn quá Út cũng nói, hôm nay vui quá Út cũng nói. Ông đừng có hù Út. Ha, hù Út cái gì? Tự nhiên live stream trên mạng hay mắc mớ gì đó có kẻ xấu. Ông dám nói với tôi là trên mạng không có kẻ xấu không? Nhưng mà bây giờ chắc luôn có kẻ xấu. Tôi ở đây với Út, không? Út đồng ý cái là tôi qua đây tôi ở 24/24, tôi bảo vệ cho Út. Trời ơi, ông còn là ông cô nội của kẻ xấu đó, ông qua đây Út còn lo hơn nữa. Người nói có lý nha. Ủa mắc gì có lý? Có lý chứ bộ, tự nhiên cái gì mình cũng lên mình nói hết trơn hết, kẻ xấu người ta biết được thông tin của mình, người ta tới đây hồi nào. Anh cũng vậy, tôi cũng phải cẩn thận anh á. Út đừng gì phải sợ. Anh Nguyễn ở đây, anh lo cho Út, anh bảo vệ cho Út, không có thằng nào mà dám vô cướp của Út hết á. Ông nói hay lắm, tôi chống mắt lên tôi coi. Người đẹp và siêu trộm, ai sợ ai nghe.